Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cà Phê 8, chương trình live stream độc quyền với người nổi tiếng trên fanpage Cà Phê Bít. Chương trình lần này chúng tôi có mời đến đây khách mời là bà Ngô Thị Bích Hạnh. Bà Hạnh là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn BHD. Bà Hạnh cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối phim cũng như là sản xuất các chương trình truyền hình. Chào chị Hạnh, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình của tôi. Cảm ơn em. Em được biết là công ty BHD vừa mới ra mắt một cái cụm rạp ở Hà Nội vào cuối năm ngoái. Có vẻ như là thị trường rạp chiếu phim đang rất là sôi động, có rất là nhiều đơn vị tham gia, thì chị có thể nói rõ hơn về cái tiềm năng của thị trường đúng không ạ? Ở bất cứ một cái quốc gia nào cũng thế, tức là khi mà người ta lúc đầu là lo cơm ăn áo mặc, sau đấy người ta sẽ lo về tinh thần. Việt Nam là một nước đang phát triển thì mình cũng qua cái giai đoạn mọi người phải lo về miếng cơm manh áo, thì mọi người cũng bắt đầu lo hơn đến những cái giải trí về tinh thần. Đấy là lý do tại sao mà các cái dịch vụ về giải trí như là rạp chiếu phim phát triển. Và chị tin là trong cái thời gian tới thì thị trường chiếu phim ở Việt Nam sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Nhìn ra một số nước trong khu vực chẳng hạn như là Thái Lan hoặc là Singapore, họ có cái số lượng rạp cũng như là số lượng nhà sản xuất nó lớn hơn Việt Nam ấy, thì chị nghĩ đấy có phải là một cái hình ảnh để mà chúng ta có thể hướng đến trong thị trường rạp chiếu không ạ? Thực ra Singapore là một quốc gia mà điện ảnh rạp thì rất nhiều, nhưng mà nền điện ảnh thì lại không có gì nhiều. Thái Lan cũng là một quốc gia điện ảnh tốt, nhưng mà thực ra nói như thế nào nhỉ? Nếu mà mình nhìn trong tất cả các quốc gia trên thế giới, những cái quốc gia nào mà có một cái lịch sử mà lâu đời, mà có nhiều những cái vất vả, những cái khó khăn ấy, tại vì người ta hay nói là nghệ thuật thường nảy sinh trong những cái lúc mà khó khăn nhất, trong những cái hoàn cảnh mà bất thường nhất, thì thường là nghệ thuật nó dễ có những cái tác phẩm lớn xảy ra. Nếu như mà một cái đất nước bình yên quá, không có chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng cơm no áo mặc, không có những cái thì có thể là cái nó giống như là với nghệ thuật, với điện ảnh, với nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng ấy, thì cái một cái đời sống mà văn hóa phong phú, một cái lịch sử rất là nhiều nỗi đau, rất là nhiều những cái sự lên xuống, thì đấy chính là nó giống như là tài nguyên thiên nhiên. Anh có tài nguyên, Việt Nam là một đất nước có tài nguyên thiên nhiên, nhưng mà đang chưa biết tận dụng cái tài nguyên đấy. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái quá trình mà BHD tham dự vào thị trường phim rạp chiếu không ạ? Công ty BHD thì bắt đầu là một công ty chuyên phát hành và sản xuất các chương trình truyền hình năm 96. Chúng tôi bắt đầu từ truyền hình trước. Chúng tôi phát hành các cái chương trình như là Nghiêng 23 độ 5 từ những năm rất là lâu, năm 96 rồi, sản xuất những cái chương trình được xã hội hóa truyền hình bây giờ mọi người biết nói, nhưng thực ra công ty BHD đã sản xuất từ năm 96 với chương trình Những bài hát còn xanh. Chỉ có điều là lúc đấy thì vì nhà nước chưa cho lập hãng phim tư nhân nên là các cái cá nhân trong công ty thì được sản xuất cùng với đài truyền hình và được ghi tên của mình ở trên credit, nhưng mà công ty thì không được ghi. Và sau đấy thì năm 2000 công ty BHD bắt đầu sản xuất bộ phim điện ảnh đầu tiên là Vũ Khúc Quân Cò. Đấy là một phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Singapore, cũng về cuộc chiến tranh của Việt Nam và Mỹ. Thì lúc đấy cũng là chưa được thành lập hãng phim tư nhân nên là làm việc cùng với lại là mình bỏ tiền ra, nhưng mà mình được ghi tên, nhưng mà giấy phép là làm với một công ty của Sinh là đối tác đầu tư và hãng phim Hội Nhà Văn. Sau này thì mọi người cởi mở hơn, các hãng phim có thể đứng tên ở các cái bộ phim mà mình sản xuất, có thể nhận được giải thưởng. Cái đứng tên đấy thì nó có tác dụng nữa là khi mà nhận giải thưởng thì công ty được nhận. Thì từ năm 2000 thì công ty bắt đầu cũng mở rộng sang bắt đầu sản xuất phim điện ảnh, và khoảng 2 năm gần đây thì công ty BHD có phát triển mạnh hơn về mảng rạp chiếu phim. Chị từng chia sẻ trên báo chí là ở Việt Nam ấy, sản xuất phim thì 99% doanh thu là thu từ rạp và chỉ 1% là từ truyền hình. Đấy có phải là lý do chính để cho BHD quyết định là sẽ kinh doanh và đầu tư vào rạp chiếu phim hay không, hay là còn lý do nào khác ạ? Thực ra là gốc của BHD là sản xuất. Công ty BHD core business là sản xuất nội dung cho tất cả các platform,
có thể là cho rạp chiếu phim, có thể là cho truyền hình, có thể là cho online, hoặc là bất cứ một cái new media, một cái phương tiện nào mà có thể truyền tải được cái nội dung giải trí đến cho người tiêu dùng trong tương lai. Nhưng mà rạp chiếu phim nó trước đây thì BHD cũng mở cái cụm rạp đầu tiên rất là lâu rồi, nhưng mà cũng không tập trung vào cái phát triển rạp, bởi vì mình vẫn core business của mình là sản xuất rạp chiếu phim. Gần đây thì cái thị trường ở Việt Nam nó biến chuyển rất là nhanh, có rất là nhiều cạnh tranh, mà nếu như mà mình không nắm ở đầu ra trực tiếp ý, thì mình sẽ rất khó để có thể giữ được hoạt động sản xuất. Và chính vì cái lý do đấy mà công ty BHD trong khoảng 2 năm gần đây đã mở rộng rất là mạnh hơn về mảng rạp chiếu phim, và đã có 6 cụm rạp Thành phố Hồ Chí Minh, mới có 1 cụm rạp ở Hà Nội, sắp tới sẽ có nhiều cụm rạp hơn nữa ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số các cái tỉnh thành khác. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về thị trường Hà Nội đúng không ạ? Cái thị trường giải trí ở ngoài này có khác gì với cả thị trường ở trong Sài Gòn? Người Hà Nội rất là yêu nghệ thuật nhưng mà khó tính hơn. Người miền Nam họ cởi mở hơn, họ cởi mở với cái mới hơn, họ cũng dễ tính hơn, họ thoải mái hơn và họ cũng tiêu tiền nhiều hơn. Tôi nghĩ là có lẽ là vì văn hóa của vùng miền như Việt Nam, Hà Nội của mình chiến tranh nhiều quá thì mọi người mọi người muốn tiết kiệm. Ví dụ làm ra 100 đồng thì phải tiết kiệm 5 đồng hay 7 đồng, chỉ chi tiêu 3 đồng hay là 5 đồng thôi. Người ở trong miền Nam thì mọi người cái văn hóa tiêu dùng nó mạnh hơn. Có khi họ kiếm được 100 đồng thì họ tiêu 120 đồng. Thế nên là thị trường ở trong Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường lớn hơn rất nhiều so với thị trường Hà Nội. Và phục vụ cho khán giả Thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ hơn phục vụ cho khán giả thủ đô. Nhưng mà em nhận thấy là những cái rạp chiếu khác của các đơn vị khác, ví dụ như là CGV hoặc Lotte, họ là những đơn vị nước ngoài rất là lớn mà họ cũng đang phát triển rất là mạnh ở Hà Nội. Thì chị có nhận thấy là cái việc phục vụ khán giả khó tính như Hà Nội sẽ không phải là vấn đề với cả các đơn vị họ có nhiều tiền không? Hay là còn phải có những cái yếu tố nào khác? Chị nghĩ là làm về văn hóa ấy, thì tiền cũng quan trọng ấy, nhưng mà nó không phải là tất cả. Tại vì nhiều khi nếu mà em nhìn những cái về nghệ thuật, về giải trí thì không phải là anh cứ nhiều tiền tiền tấn mà anh đã được người ta yêu quý. Tại vì với văn học, tức là với điện ảnh, với những cái ngành nghệ thuật ấy thì có khi nó tùy vào từng thời điểm, tùy vào từng cái góc nhìn của những người khác nhau ấy. Làm sao mà với rạp chiếu phim thì nó tiền là một vấn đề, nhưng mà anh có nhiều tiền mà anh làm không tốt, dịch vụ không tốt, người ta cũng không thích. Hoặc là anh làm không đúng cái phong cách, cái sở thích, người ta thích, người ta cũng không thích. Thế nên là chị nghĩ là thị trường ở Việt Nam thì trên toàn quốc là cái điện ảnh, các hệ thống rạp chiếu phim nó vẫn đang còn rất là ít. Nên là sự phát triển thì nói chung thì Thành phố Hồ Chí Minh hay là miền Nam thì cái thị trường nó lớn hơn Hà Nội, nhưng mà thị trường Hà Nội cũng chưa được phục vụ, chưa được khai phá, chưa được phục vụ hết. Nên là thực ra là cái thị trường Hà Nội cũng vẫn là một cái thị trường rất là lớn. Công ty BHD cũng sẽ có một loạt các cái cụm rạp sắp tới mở ở Hà Nội, những cái địa điểm rất là tốt, và hy vọng là cũng mang lại được những cái trải nghiệm, những cái kỷ niệm đẹp cho các cái bạn trẻ ở Hà Nội. Một thông tin rất là thú vị và tin vui cho nhiều khán giả thủ đô, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ về việc đầu tư cho một rạp chiếu phim ấy, thì nó sẽ bao gồm những cái khoản chi phí như thế nào? Chi phí đầu tư cho một cụm rạp thì cũng không phải là nhỏ. Máy móc thiết bị thì trên thế giới nó chỉ có 3 hãng là lớn là cung cấp các cái thiết bị máy móc được tiêu chuẩn thôi, nên là mọi người đều phải mua từ những cái nhà cung cấp đó. Âm thanh cũng như vậy, rồi thiết kế thì nó còn tùy thuộc vào cái cách mà thiết kế. Kinh phí cho rạp thì nó cũng với mỗi một cụm rạp kinh phí có thể đầu tư có thể khoảng từ 3 triệu cho đến 5 triệu hoặc là 8 triệu đô, tùy vào từng cái địa điểm cũng như là cái quy mô cũng như số lượng rạp ở trong mỗi một cái cụm. Cái chi phí dành cho mặt bằng ấy ở các đơn vị bán lẻ thường rất là lớn, thì đối với rạp chiếu phim nó có khác không ạ? Nó cũng như vậy. Chi phí thuê mặt bằng là một chi phí rất là đắt đỏ. Và mọi người cũng phải tìm cách để có thể giải quyết được cái bài toán đấy. Với rạp chiếu phim ấy thì với rạp chiếu phim thì BHD là một cái cụm rạp của Việt Nam, và chúng tôi muốn phục vụ làm sao để các bạn trẻ Việt Nam có thể đến được, nên là BHD luôn luôn muốn làm sao để đạt được một cái mức giá hợp lý nhất để cung cấp một cái dịch vụ tốt nhất với một cái mức giá hợp lý nhất cho khán giả.
khoản đầu tư cho một rạp chiếu nó rất là lớn, nó có thể dao động như chị nói là từ 3 đến 8 triệu đô. Nhưng mà cái khoản doanh thu từ nó thì lại là bằng cách, tức là mình đầu tư là một khoản tiền lớn nhưng mà sau đấy mình lại thu lại tiền lẻ. Thì theo như kinh nghiệm của chị, trong một rạp chiếu tốt ở BHD chẳng hạn, thì sau bao nhiêu lâu sẽ có thể hoàn được cái số vốn mình đã bỏ ra? Thực ra là nếu như mà tính là giữa đầu tư rạp chiếu phim và những cái ngành khác ở Việt Nam ấy, thì rạp chiếu phim nó vẫn rất là mang lại một cái, tức là rất là khó để có thể bù đắp được cái khoản đầu tư ấy, so với những ngành hàng khác. Nhưng mà bởi vì cái tùy từng cái địa điểm, tùy từng các cái khấu hao máy móc thiết bị, khấu hao máy móc thiết bị thì đâu đó bao giờ cũng phải 5 năm cho đến 10 năm thì mới khấu hao hết được tiền đầu tư. Tại vì nếu mà muốn khấu hao nhiều thì doanh nghiệp nó sẽ lỗ, nên là mình phải khấu hao dài hơi hơn. Nhưng mà nó là nhiều cụm rạp, tức là bài toán của rạp chiếu phim là cái lợi nhuận nó biên lợi nhuận rất là nhỏ, nhưng mà phải lấy về số lượng rất là đông người, thì lúc đấy thì cái câu chuyện kinh doanh nó về hợp lý trong việc kinh doanh đầu tư. Chị có thể chia sẻ về nguồn thu ở các rạp không ạ? Tức là nguồn thu từ vé thì chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh thu? Thực ra là ở các rạp chiếu phim thì nó cũng tùy rạp, nhưng mà các cái nguồn thu từ rạp chiếu phim thì nó sẽ đến từ bán vé xem phim này. Ngoài bán vé xem phim ra thì các cái rạp còn thu được từ bán các cái bắp nước, các cái đồ ăn đồ uống ở trong rạp, và còn có thêm một cái nguồn thu nữa là nguồn quảng cáo, mua quảng cáo ở trong các cái rạp. Thì với ba cái nguồn thu đấy là tổng doanh thu của một cái hệ thống rạp chiếu phim. Nguồn từ bán vé sẽ khoảng bao nhiêu phần trăm, có phải là nguồn chủ đạo không? Nó cũng tùy từng thời điểm và tùy từng rạp chiếu phim, nó cũng đấy vẫn là cái nguồn thu chủ đạo lớn nhất của rạp. Nhưng mà có những cái rạp địa điểm mà tốt hơn thì có thể tiền quảng cáo nó cao hơn một chút, hoặc là những cái khu dân cư mà có thu nhập cao hơn thì người ta có thể sẽ tiêu nhiều tiền bọc bắp nước hơn. Thì nó cũng tùy, nhưng mà cái nguồn thu quan trọng nhất vẫn là nguồn thu từ bán vé. Em có biết một thông tin là có những cái cụm rạp ấy, họ kiếm được cái lợi nhuận biên từ bắp và nước rất là lớn. Thì chị làm người trong ngành, chị có thấy là đấy là thông tin đúng không ạ? Với rạp chiếu phim thì nguồn thu nào cũng quan trọng. Nguồn thu về bắp nước thì nếu mà chỉ chờ trông chờ vào vé bán mà để một rạp chiếu phim có thể lãi được thì không bao giờ lãi được. Nên là phải có cái nguồn thu bổ sung bắp nước nữa. Nên là cái đấy cũng là một cái nguồn doanh thu rất là quan trọng của rạp chiếu phim. Nếu mà cái rạp nào thành công thì bắp nước phải bán tốt. Chị có nói là ở việc kinh doanh rạp chiếu ấy thì nó không chỉ phụ thuộc vào tiền, nhưng mà như em thấy là các rạp chiếu thì thường sẽ đặt ở trong các trung tâm thương mại rất là ít, nhưng em cũng chưa nhìn thấy là có rạp chiếu nào họ được độc lập cả, họ sẽ thường đặt các trung tâm thương mại lớn. Vậy thì cái việc cạnh tranh giữa cụm rạp này với cụm rạp kia có phải là cuộc cạnh tranh để mà tìm được chỗ đứng ở trong trung tâm thương mại hay không? Chị nghĩ là rạp chiếu phim ở Việt Nam thì có cả trong trung tâm thương mại lẫn ở ngoài. Có những rạp ở ngoài cũng rất là thành công, ví dụ như là rạp của Galaxy cũng có những rạp ở ngoài rất là thành công, rạp của Cinestar cũng có những rạp ở ngoài rất là thành công. Và chị nghĩ là không quan trọng là nó nằm ở trung tâm thương mại hay ở ngoài, quan trọng là địa điểm của nó có tốt hay không, và cái rạp đấy có tạo được một cái môi trường hấp dẫn để cho khán giả người ta vào đấy, người ta cảm thấy đây là một cái không khí mà tôi muốn đến, tôi muốn giải trí vào những cái lúc mà thư giãn, những cái lúc cuối tuần hay buổi tối trong tuần hay không. Nhưng mà ví dụ như là cái mặt bằng dành cho đủ lớn để tạo ra một cái rạp ấy nó rất là ít, chủ yếu nó vẫn ở các cái trung tâm thương mại, nên là nếu mà cái làm việc được tốt với các cái trung tâm thương mại để có những cái địa điểm tốt thì cũng là một cái rất là thuận lợi cho rạp chiếu. Tuy nhiên nó là những cái win-win. Rạp chiếu phim thì cần một cái địa điểm với trung tâm thương mại rất là tốt, các cái trung tâm thương mại cũng cần những cái hệ thống rạp chiếu hay tốt để người tiêu dùng người ta đến. Chị nghĩ là nó là hai cái win-win, hai bên cùng cần nhau và cùng phải hợp tác với nhau thì mới có thể thành công được. Trong cái lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu ấy thì em nhận thấy là có rất là nhiều đơn vị tham gia, có những đơn vị rất lớn và cũng có rất là nhiều đơn vị nhỏ bắt đầu nhảy vào cái thị trường này. Thế thì cái việc cạnh tranh giữa các đơn vị khác ở BHD thì theo chị đâu là lý do mà khách hàng họ tìm đến BHD không phải cụ
cùng dạng khác không? Thị trường rạp chiếu ở Việt Nam cạnh tranh rất là khốc liệt. Tuy rất là mới nhưng mà cạnh tranh rất là khốc liệt, bởi vì có rất nhiều các cái đơn vị lớn ở trong khu vực cùng tham dự vào cái thị trường này. BHD, cái cách BHD có như Hạnh nói là mới 2 năm gần đây thì mới phát triển mạnh hơn về phát triển các cái hệ thống rạp chiếu. Giá cả của rạp của BHD thì rất là phù hợp, so với mặt bằng nó không thấp quá nhưng mà cũng không cao quá, nó ở mức với cái chất lượng mà BHD cung cấp ở các cái trung tâm thương mại lớn, ở những cái địa điểm quan trọng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì cái tạo một cái môi trường như là bạn đến rạp Phạm Ngọc Thạch rồi, thì Phạm Ngọc Thạch là một cái version 2, một cái hệ thống rạp chiếu thứ hai mà BHD xây dựng và sẽ phát triển nhiều hơn. Thì tức là nó có không gian để các bạn trẻ ngồi để có thể chụp ảnh, check in, có thể ngồi nói chuyện với nhau, có những cái không gian riêng để trò chuyện. Và nó không, rạp chiếu phim nó không phải là chỉ là chỗ để mọi người đến xem phim xong đi về, mà nó còn là một cái những cái kỷ niệm các cái bạn trẻ sau này sẽ về tình bạn, về tình yêu, về những cái kỷ niệm về tuổi thanh xuân của mình. Bởi vì đấy là khi mà mọi người đi xem phim, khi mà mọi người không phải là đi một mình mà bao giờ cũng đi với bạn bè, người thân, và đấy là những cái các cái bạn trẻ, thì thường đối tượng chính của rạp BHD là các cái bạn trẻ và đối tượng gia đình. Khi mà người ta đi xem phim nghĩa là người ta muốn có một cái thời gian thật là vui ở bên gia đình và những cái kỷ niệm đáng nhớ, nên mình cố gắng tạo từ những cái chi tiết nhỏ, nên cái version 2 Phạm Ngọc Thạch sẽ được phát triển nhiều hơn ở các cái cụm rạp ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các cái nơi khác, để tạo một cái môi trường tổng thể mọi người cảm thấy là nó không phải là chỉ là nơi mình đến để xem phim, mà nó còn là nơi để lưu lại những kỷ niệm của mọi người trong gia đình hoặc là bạn bè với nhau. Và như chị có chia sẻ thì là giá vé hợp lý và đồng thời là có những cái thiết kế tương đối quan tâm đến đối tượng khách hàng là những cái điểm khác biệt của BHD. Vậy thì ngoài hai cái yếu tố đấy, em còn nhận thấy là ở BHD còn sản xuất phim, có thể kể đến những bộ phim ví dụ như là Cánh Đồng Bất Tận hoặc là Cô Dâu Đại Chiến là những bộ phim rất là thành công. Gần đây thì thị trường phim Việt còn có ghi nhận một bộ phim rất là nổi tiếng, đấy là phim Em Chưa 18, cũng thu được doanh thu rất là lớn. Thì là một người làm lâu năm trong nghề, chị thấy đây có phải là những cái dấu hiệu tốt dành cho phim Việt không ạ? Thực ra là phim điện ảnh Việt Nam thì cũng như là thế giới, nó có những cái vòng đời ấy, tức là nó cứ lên xuống như thế này này. Có những năm, ví dụ như năm ngoái là một năm mà thực ra là phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu không tốt ở giảm. Và bản thân phim của nước ngoài cũng có doanh thu vừa phải, cũng không phải thành công lắm. Tuy nhiên là năm 2017 mới đầu năm đến bây giờ thì có rất nhiều những cái dấu hiệu đáng mừng là phim nước ngoài cũng tốt mà phim Việt Nam cũng tốt. Và Cô Dâu 18, Em Chưa 18 là một trong những cái bộ phim như thế. Thì hy vọng là cái đà này nó sẽ còn tiếp tục được kéo nữa cho đến cuối năm. Dĩ nhiên là làm điện ảnh thì bao giờ mọi người cũng biết là có lúc phim lên, có lúc phim xuống á. Nhưng mà năm nay thì chắc là một năm mà điện ảnh Việt Nam cũng như là điện ảnh các nước trên thế giới thành công hơn ở về doanh thu phòng vé ở Việt Nam. Theo chị thì những cái yếu tố nào làm nên thành công trong một bộ phim? Khó nói. Nếu như mà các nhà sản xuất mà biết là những yếu tố nào mà làm nên thành công của một bộ phim ấy và chắc chắn về việc đấy thì phim nào của mình cũng thành công rồi. Thế nhưng mà thị hiếu của khán giả thay đổi rất là thường xuyên ấy, và nó cũng tùy vào hoàn cảnh, nó cũng tùy vào thời điểm nữa. Nên là dĩ nhiên là với khán giả thì có những thời điểm người ta thích xem phim hài chẳng hạn, thì bạn thấy là một loạt các phim hài phát triển rất là mạnh. Thế nhưng mà khi mà phim hài mình cho người ta ăn một cái món ăn nhiều quá, no quá, ngấy quá, thì thậm chí một cái bộ phim hài hay hơn những cái phim hài trước đấy chiếu vẫn có thể không thành công, bởi vì là đưa cho người ta vào cái lúc mà người ta đã quá chán rồi, người ta không muốn ăn cái món ăn đấy nữa, người ta muốn chuyển sang món ăn khác. Thế nên là thực ra là các cái nhà sản xuất đều, lúc mà làm sản xuất phim đều phải rất là tin là cái mình làm là cái mà thị trường muốn, thị trường cần. Nhưng mà cuối cùng vẫn là khán giả, bài toán khán giả vẫn là một ẩn số mà nhà sản xuất phim dù có kinh nghiệm đến đâu cũng vẫn sẽ có rất nhiều lần ngạc nhiên. Nhưng mà nhìn từ những năm gần đây, rất là nhiều phim Việt cũng bắt đầu ghi được dấu ấn trong lòng công chúng rồi.
chúng ta có thể thấy là có rất nhiều phim có doanh thu lớn nhất năm là phim Việt Nam. Thì theo chị, những cái yếu tố nào mà giúp cho cái hoạt động sản xuất phim Việt gần đây nó lại đạt được những hiệu quả như thế? Có phải là vì kịch bản hay, hay là nhiều có đạo diễn tốt, hay là diễn viên họ giỏi hơn không ạ? Chị nghĩ là cái việc mà phim điện ảnh Việt Nam luôn luôn có doanh thu cao ở Việt Nam ấy, không phải mới những năm gần đây mới xảy ra đâu. Nó xảy ra từ rất nhiều năm trước rồi. Bởi vì cái đấy là cái may của các cái, tại vì mình phim ở Việt Nam nên là người Việt người ta vẫn, người ta cũng cảm thấy câu chuyện này nó gần gũi hơn, người ta cảm thấy cái diễn viên đấy người ta quen biết hơn, người ta nên là thực ra là cái doanh thu mà phim Việt có doanh thu cao ấy thì chị nghĩ là không phải là việc đáng ngạc nhiên gì cả. Nhưng mà làm sao mà để chất lượng của phim Việt, mình cũng có thể thấy suốt những năm gần đây là chất lượng phim Việt nó có lúc lên lúc xuống, nhưng mà những cái bộ phim, rất nhiều những bộ phim là mình nhìn thấy là cái chất lượng phim Việt nó có tăng lên. Nó có tăng lên như mức mọi người mong đợi hay chưa thì chắc là chưa, bởi vì khán giả Việt Nam vẫn muốn có nhiều bộ phim hay hơn nữa. Nhưng mà đấy cũng là cái mà những nhà sản xuất phim phải nỗ lực, phải cố gắng, luôn luôn là phải làm tốt mình hơn, luôn luôn là phải thay đổi. Thế nhưng mà chất lượng phim của Việt Nam mà thành công được thì tôi nghĩ thứ nhất là câu chuyện cũng tốt hơn, thứ hai là bây giờ bản thân các cái bạn trẻ trước đây mà bảo là làm trong nghề giải trí hay điện ảnh thì ví dụ như chỉ khoảng chục năm trước thôi là bố mẹ chắc là sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ sẽ có nhiều bố mẹ đồng ý cho con đi làm những cái nghề đấy hơn. Có rất nhiều các cái đạo diễn ở nước ngoài về Việt Nam, rất nhiều các cái đạo diễn ở Việt Nam mà khi mà thời đại bùng nổ internet, mọi người có thể tự học được rất là nhiều, kể cả là các diễn viên cũng có thể tự học được, các bạn trẻ cũng không nhất thiết là, tại vì ở Việt Nam bản thân đầu vào của các cái trường sân khấu điện ảnh của mình nó cũng không được quá tốt, tại vì mọi người không nhìn thấy cái tương lai quá lớn ở đấy, trừ khi những ai mà rất là yêu nghề hoặc là gia đình người ta có nguồn gốc về cái đấy thì người ta quyết tâm người ta theo nghề. Nhưng mà ví dụ như là cách đây khoảng 20 năm mà em bảo là đi làm điện ảnh mà có thể sống tốt được bằng nghề điện ảnh thì ai cũng không ai làm như thế cả. Hồi lúc mà chị bé chị nghĩ là nếu mà mình lấy được ông chồng giàu ấy thì mình sẽ làm nghề giải trí, tức là bởi vì bản thân cái việc nghề giải trí trước đây, hoặc là rất nhiều các anh chị, ví dụ như là anh Chí Trung, chị Ngọc Huyền, nếu mà muốn diễn kịch ấy thì phải có cửa hàng cho thuê áo cưới, và họ sống bằng cái cửa hàng cho thuê áo cưới đấy, họ làm những cái nghề khác để họ có thể làm nghệ thuật là cái môn mà mình yêu thích được. Còn đến bây giờ thì các bạn trẻ đã rất may mắn hơn, là tôi nghĩ là nếu mà các bạn ấy yêu nghề này, các bạn ấy làm thì các bạn có thể sống được bằng cái nghề này chứ không cần phải đi làm những cái việc khác nữa. Thì đấy đã là một cái may mắn rất lớn rồi. Thì bởi vì như thế nên là sẽ có nhiều cái đầu vào chất lượng tốt hơn, và nhiều đầu vào chất lượng tốt hơn thì chắc chắn là mình sẽ có những cái bộ phim hấp dẫn và hay hơn cho khán giả. Rõ ràng là phim Việt Nam đã có rất là nhiều bước tiến về sự chất lượng phim tốt hơn và khán giả bắt đầu quan tâm hơn. Tuy nhiên thì vẫn không thể không nhắc đến những cái bộ phim mà nó chất lượng vẫn chưa được tốt, và có rất nhiều phản hồi khiến cho khán giả vẫn còn mặc định là phim Việt là dễ bị phim nhảm, hoặc là câu view, hoặc là nói chung là chất lượng nó chưa được như kỳ vọng của khán giả ấy. Thì theo chị, những cái yếu tố đấy làm thế nào để chúng ta, những người sản xuất phim, có thể cải thiện được cái quan niệm đấy trong lòng công chúng? Thực ra hãy nghĩ là đây là một cái việc mà không phải dễ để có thể thay đổi được. Bản thân cái thị trường sản xuất phim điện ảnh nó rất là lớn, rất là nhiều người muốn vào làm, và hãy nghĩ là chắc là cái sự phát triển thì thị trường nó sẽ dần dần nó tự đào thải. Bởi vì những cái bộ phim như thế khi mà nó không nhận được cái doanh thu tốt ở giảm, người ta sẽ giảm bớt, người ta không sản xuất nữa. Một cái đất nước mà đang điện ảnh đang phát triển thì mình phải đi qua đầy đủ tất cả các cái quy trình, các cái bước như vậy thôi, chắc là cũng không có thể là sẽ, nếu mà mọi người cùng nhau làm tốt thì sẽ cắt ngắn được cái giai đoạn đấy. Nhưng mà nó là một cái có những cái thứ mà mình cũng nó là phải là bài học cho những người làm, người ta phải tự nhận được thị trường, sau đấy nó sẽ tự đào thải, nó sẽ quay trở lại. Những cái sản phẩm tốt thì sẽ được khán giả, cái quan trọng là cái đối tượng khán giả xem phim ở rạp bây giờ nó càng ngày nó càng mở rộng ra, thì nó đại diện cho nhiều hơn các cái tầng lớp.
người Việt, thì những cái bộ phim mà được khán giả mà yêu quý nó sẽ khi mà cái lượng khán giả mà đi xem phim nó ít quá ấy, thì nó không đại diện cho nhiều thế hệ. Ví dụ như là ở Việt Nam thì những cái thế hệ mà lớn tuổi là mất hoàn toàn thói quen đi xem phim rạp, bởi vì trước đấy là lúc người ta trẻ người ta không đi, người ta lớn lên người ta cũng không có thói quen đi. Ví dụ như ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì những cái bộ phim mà thành công là những bộ phim mà kể cả là phim dành cho người lớn tuổi từ 40-50 tuổi mà hay thì doanh thu ở ngoài rạp vẫn rất là tốt. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam mà đối tượng đi xem phim toàn là thanh niên, mà làm một cái bộ phim mà cho khoảng từ 40 đến 50 tuổi cảm thấy hay mà đi ra rạp thì chắc chắn là bộ phim đấy sẽ không thành công về doanh thu. Tại vì những người 40-50 tuổi đấy không đi ra rạp không phải là bởi phim bộ phim nó không hay, mà bộ phim đấy nó không đến được với đúng cái đối tượng khán giả đang đi xem phim ở rạp. Thế thì khi mà cái thời gian nó dài hơn nữa thì cái đối tượng đi xem phim ở rạp nó mở rộng hơn nữa, thì lúc đấy cái sự đánh giá và cái sự phát triển cho nó đa dạng hơn về các thể loại phim ở rạp, mọi người sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng hơn. Trong năm 2016 và nửa đầu 2017 thì BHD đã sản xuất được bao nhiêu bộ phim? Năm ngoái là một năm mà phim điện ảnh chết đồng loạt. Thực sự là rất là nguy hiểm, là mọi người bắt đầu thực sự là mọi người cảm thấy rất là sợ, tức là những người làm nghề bắt đầu cảm thấy lo lắng vì nghĩ là tại sao lại liên tục phim lớn, rất nhiều các phim lớn, vì của một loạt các phim lớn là ngã ngựa năm ngoái ấy. Thì các nhà sản xuất có chậm lại hơn một tí, và bản thân BHD cũng có chậm lại hơn một tí để suy nghĩ xem là thị trường bây giờ người ta đang cần gì, thay đổi cái nhóm đối tượng khách hàng chăng, hay là tại sao mà những cái thứ mà công thức thành công trước đây bây giờ nó không còn thành công nữa. Đầu năm nay thì BHD cũng có phát hành một số các cái phim mới ra rạp hiện tại, là nhưng mà phát hành rất là nhiều, ví dụ như là Chạy đi dự tính này, Ba vợ cưới vợ ba, có Ngôi nhà nằm nghe nắng mưa, có Đảo của dân ngụ cư, phim BHD phát hành, và gần đây là sắp tới cuối tháng 7 này là có phim Đời cho ta bao lần đôi mươi, nhiều những cái bộ phim khác nữa. Thì thực ra mà nói thì năm nay thì BHD các cái phim mà mình phát hành thì nhiều hơn, và BHD thì ngoài cái việc mà phát hành phim Việt Nam ở trong nước ấy, thì còn làm một việc nữa là phát hành phim Việt Nam đi nước ngoài. Công ty BHD có một cái nhánh là Việt Nam Media, là một cái mảng mà trong suốt mười mấy năm qua có một mình Việt Nam Media của bên BHD là phát hành các cái bộ phim Việt Nam ra nước ngoài. Đấy là những cái mà mình nghĩ là thị trường trong nước cũng quan trọng, nhưng mà thị trường nước ngoài cũng là một cái thị trường mà mình cần phải mở rộng hơn nữa. Thì BHD không chỉ là đại diện cho các cái phát hành những cái bộ phim mà mình sản xuất, mà còn phát hành rất nhiều những cái bộ phim của các đối tác khác ở Việt Nam ra nước ngoài, và cái lượng bán phim Việt Nam ra nước ngoài thì cũng tăng đáng kể. Dần dần mỗi một năm thì cũng bán được khoảng ít nhất là mười mấy bộ phim Việt Nam ra nước ngoài. Thì đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Dĩ nhiên là cái việc mà phát hành phim ra nước ngoài vẫn đang là một cái hoạt động được trợ giá ở công ty, bởi vì kinh phí mà phát hành phim nước ngoài rất là đắt, kinh phí thu về thì vẫn chưa bù được cái chi, nhưng mà đấy là một cái hoạt động mà mình nghĩ là trong tương lai nó cũng sẽ mở rộng thị trường về phim Việt Nam, không phải là chỉ dành cho người Việt, mà cũng là một cái những cái câu chuyện mà mình muốn kể với bạn bè quốc tế nữa. Các thị trường mà mình phát hành ở nước ngoài là thị trường nào chị? Thị trường phim Việt Nam phát hành nước ngoài thì hầu như là các nước châu Á thì đều bán được hết. Thị trường ví dụ như Mỹ là thị trường khó tính, nhưng mà bán được rất ít phim, nhưng mà khi mà bán được thì tiền nó rất là cao. Nhật Bản cũng là thị trường khó tính. Nhật Bản thì mua rất là nhiều phim Việt Nam của BHD trong suốt thời gian vừa qua. Đức là một thị trường khó tính nhưng mà tiền cũng rất là cao. Còn lại một loạt như là Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia cũng rất là nhiều. Các cái quốc gia hầu như là các cái phim của BHD đều có những cái đối tác ở trong khu vực và cũng đã làm việc lâu năm rồi, nên là cũng giới thiệu được phim Việt Nam ra nhiều những cái nước khác nhau trên thế giới. Rồi Anh, Pháp cũng là những cái thị trường mà không mua nhiều nhưng mà họ vẫn thỉnh thoảng có mua phim Việt Nam, Úc, v.v. Thì cũng là một cái thị trường mà BHD cũng đang nỗ lực hết sức để có thể đẩy mạnh được các cái phim Việt Nam ra
ngoài lãnh thổ. Những cái bộ phim mà mình đem ra nước ngoài phát hành ấy thì đã được công chiếu trong nước chưa? Thường là bao giờ cũng là công chiếu ở trong nước rồi, thì mình mới phát hành nước ngoài. Nhưng cũng có những cái bộ phim thì mình sẽ dùng những cái hoạt động promote và giới thiệu phim ở nước ngoài trước khi mà công chiếu ở trong nước. Tại vì cũng có những cái bộ phim ở trong nước chưa chắc đã thành công thì nước ngoài lại thành công. Có những bộ phim rất là thành công ở Việt Nam nhưng mà đi ra nước ngoài lại khó bán hoặc là không bán được, bởi vì cái khẩu vị của những cái đối tượng khán giả nó khác nhau. Nên là cũng tùy vào cái bộ phim hồi xưa như là BHD làm áo lụa Hà Đông, thì cái bộ phim đấy là mình giới thiệu đi nước ngoài trước, sau đấy mình mới quay trở về Việt Nam. Thì nó là những cái chính sách khác cho những cái bộ phim khác nhau. Hoặc là như Đảo của Dân Ngụ Cư là một cái bộ phim mà trước khi phát hành trong nước thì phim đã đi rất nhiều các liên hoan phim và tham dự rất nhiều các cái sự kiện ở nước ngoài trước khi mà mình chiếu phát hành trong nước. Bởi vì những cái bộ phim nghệ thuật thì thường là mình sẽ đi nước ngoài trước về Việt Nam sau, có một cái đánh giá của các cái khách, tức là những cái khán giả xem nước ngoài rồi, báo chí nước ngoài rồi, thì về trong nước khán giả ở trong nước mình sẽ dễ đón nhận hơn một cái bộ phim nghệ thuật. Chị từng chia sẻ là bên chị sẽ làm 3 đến 4 bộ phim thị trường thì sẽ làm một bộ phim nghệ thuật để có thể là nuôi dưỡng cái tình yêu nghệ thuật đối với cả điện ảnh. Thế thì theo chị làm lâu năm trong nghề thì việc đánh giá thế nào là phim nghệ thuật, thế nào là phim thị trường và cái việc sản xuất hai cái loại thể loại đấy nó sẽ có những cái khác biệt gì? Cái ưu điểm và nhược điểm khi mà mình sản xuất một trong hai loại đấy là gì? Thực ra mà nói thì nói như thế thì cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng mà mình phải quay ngược trở lại cái khởi đầu của công ty BHD lúc mà thành lập. Lúc mà BHD thành lập, mỗi một cái công ty có một cái objective khác nhau. Có những công ty người ta lập ra là để họ kiếm tiền, rất là rõ ràng. Việc họ thành lập ra công ty kinh doanh là để kiếm tiền. Hoặc là có những công ty người ta muốn mang đến sự đổi mới, người ta mang đến sự innovative. BHD thì lúc đầu BHD làm ấy, thì thực ra là BND được lập ra để cho những cái người, những cái sáng lập viên ấy, cũng như là những cái người mà làm công ty là được làm thứ mà mình thích mà có thể sống được. Tại vì trước đấy Hạnh có nói cái câu chuyện trước đây là mình nhìn bạn bè của ba Hạnh là rất nhiều những cái người nghệ sĩ, người ta làm nghệ thuật nhưng mà người ta không sống được bằng nghề. Người ta luôn luôn phải bươn trải những cái nghề khác để có thể sống, để được làm cái nghề mà mình yêu thích. Thế thì khi mà thế hệ của bọn Hạnh làm BHD là thứ nhất là được làm thứ mình yêu thích. Sau đấy thì mình phát hiện ra là hóa ra là mình có thể vẫn sống tốt, mình cũng có thể kiếm được tiền và mình vẫn làm được cái nghề mình yêu thích. Mình cảm thấy là mình may mắn vô cùng. Thế nên là chính vì thế mà khi mà BHD làm một vài bộ phim xong thì mình để cho bản thân mình hoặc là những cái người bạn của mình được làm những bộ phim mà họ thích. Thực ra là nó không quan trọng là phim nghệ thuật hay là Hạnh sẽ đấy, tức là thực ra rất là khó. Cái định nghĩa giữa phim nghệ thuật và phim thương mại nó rất là khác nhau. Nó rất là mơ hồ. Thực ra nó cũng không phải phim thương mại hay phim nghệ thuật đâu, mà nó là phim thương mại. Người ta definition của họ là phim làm cho cái gì khán giả muốn thì làm. Còn phim nó có một thể loại nữa là phim tác giả. Thực ra nó sẽ là phim commercial và phim tác giả. Phim tác giả là được làm cái gì mà tác giả muốn làm, thì có thể là cái tác giả muốn làm chưa chắc là cái khán giả sẽ thích, nhưng cũng có thể là cái mà tác giả muốn làm sẽ làm cho rất nhiều khán giả ở bên ngoài, người ta chưa biết là người ta muốn cái đấy, nhưng người ta không biết là người ta yêu cái đấy. Nhưng khi người ta xem bộ phim, người ta phát hiện ra cái anh tác giả này thích cái thứ mà tôi cũng thích. Thế nên là nó chỉ có hai thể loại phim thôi, là phim làm cho thị trường, cho khán giả, và phim làm cho tác giả. Theo Hạnh nghĩ là nó chỉ có hai loại phim đấy. Và cũng quay trở lại cái gốc của BHD, khi mà mình làm thành lập ra công ty thì mình muốn là mọi người được làm cái nghề mà mình thích, làm công việc mà mình thích mà vẫn đủ tiền để sống, không phải nghèo. Tại vì trước đây là bạn của ba Hạnh nghèo lắm, các cô các chú toàn các nhà thơ rất nổi tiếng nhưng mà nhà rất nghèo, toàn là như ba Hạnh là nghệ sĩ này nhưng mà mẹ phải nuôi tại vì ba không kiếm được tiền. Thế thì đấy là lý do mà tại sao BHD cứ làm vài bộ phim mà hướng đến khán giả thì lại để cho các cái tác giả được làm những bộ phim mà mình thích. Và nhiều khi cũng không đoán chừng có những thứ mà mình cố ý mình làm cho khán giả thích để kiếm ra tiền thì nó lại cũng không mang lại tiền, mà có những thứ mà mọi người làm vì cái mình thích thì lại mang lại tiền, không những tiền mà rất nhiều tiền. Thì
nó là một cái văn hóa của công ty, và đấy là cái cách mà BHD vẫn hoạt động trong suốt cả thời gian từ trước đến bây giờ. Theo chị là một người làm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất phim, thì hiện tại phim Việt đang có những cái khó khăn gì? Có phải là vì thiếu kịch bản hay, kịch bản tốt, hay là trường quay đạo cụ họ chưa đủ hiện đại, hoặc là do vốn đầu tư chưa lớn? Thực ra là khó khăn thì vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mà thực ra nếu mà nhìn lại mấy năm trước thì bây giờ mình sướng hơn rất là nhiều, mình có rất là nhiều điều kiện để làm rồi. Mọi người có nói là, tôi không nhớ ở đâu đó thì mọi người có nói là nếu mà một cái kịch bản hay mà vào tay của những cái đạo diễn hay những cái nhóm sản xuất không được tốt lắm thì vẫn có thể ra một bộ phim xem được, một bộ phim tốt. Nhưng nếu mà một kịch bản dở ấy thì thực ra là bạn đạo diễn có giỏi thế nào đi nữa, diễn viên có giỏi như thế nào đi nữa thì cũng rất là khó để có thể có được một bộ phim hay. Bởi vì cái gốc khi mà người ta đi xem phim vẫn là cái kịch bản. Nếu mà anh không có một cái khung xương tốt, nếu mà anh không có, vì bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái diễn viên nổi tiếng, rất nhiều đạo diễn nổi tiếng vẫn có thể không thành công khi mà làm những cái bộ phim dựa vào những cái kịch bản không hay. Thực ra kịch bản vẫn là một cái yếu tố đau đầu nhất cho tất cả những nhà sản xuất phim. Ngoài kịch bản ra thì còn nhiều những cái yếu tố khác, nhưng mà kịch bản vẫn là cái mà quan trọng nhất. Nên là bản thân nữa là các cái kịch bản ở Việt Nam rất là nhiều nhà văn giỏi, nhưng mà bởi vì mình không có những cái trường nghề đào tạo chuyên về viết kịch bản phim, cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, nên là nó không dễ. Tại vì nó là một cái, điện ảnh với truyền hình nó vừa là nghệ thuật nhưng nó vừa là công nghiệp. Nên nếu như mà mình không có một cái kịch bản tốt, mình không được học tốt thì nó sẽ, vì nó phải đi theo, ví dụ như là khi mà mình viết một cái tiểu thuyết hay một cái chuyện ngắn hay thì mình chỉ cần cảm xúc của mình như thế nào mình viết ra hay thôi. Nhưng mà một bộ phim thì nó có chương hồi, nó có cảm xúc, nó có đầy đủ tất cả các yếu tố, thì nó cần thêm khoa học hơn một chút, chứ không phải chỉ là một người viết văn hay là câu chuyện hay. Nên là nó đòi hỏi nhiều yếu tố hơn, nên thực ra là nó cũng dễ đấy mà nó cũng rất là khó. BHD chị giải quyết bài toán đối với kịch bản như thế nào? Kịch bản hay, tìm những kịch bản tốt. Thực ra là mình vẫn luôn luôn phải làm, không phải BHD mà hãy nghĩ là rất nhiều các công ty sản xuất ở Việt Nam đều phải có hai phương án. Thì với BHD cụ thể thì bao giờ cũng vừa mua kịch bản nước ngoài và vừa phát triển kịch bản trong nước. Bởi vì nếu mà mình phim điện ảnh thì ít mua kịch bản nước ngoài hơn là phim truyền hình. Tại vì việc mà viết một cái kịch bản ngắn 90 phút hoặc 100 phút thì nó cũng, thời gian nó cũng đỡ hơn và nó cũng dễ hơn. Giống như là mình xây một cái nhà một tầng ấy, nó dễ hơn. Phim truyền hình khó hơn, bởi vì khi mà anh xây một cái tòa nhà một tầng có thể rất đẹp, nhưng mà anh xây lên 5 tầng, 10 tầng, 20 tầng, 100 tầng thì nó đòi hỏi kết cấu, nó đòi hỏi công nghệ. Thì cái đấy là những cái mà các cái tác giả kịch bản ở Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm, nên là nó sẽ khó hơn. Truyền hình là khó viết hơn so với là phim điện ảnh. Nhưng mà điện ảnh nói thế nhưng nó lại khó hay, tức là nó ngắn nhưng mà nó lại cũng đòi hỏi những cái kỹ năng, những cái độ tinh xảo nó hơn rất là nhiều so với phim truyền hình. Nên là tuy nhiên là có lẽ là mình cũng không dạy gì phải có những cái thứ nó là trí tuệ của nhân loại ấy. Mình không có lý gì, tức là anh nghĩ là mình phản ứng quá với mua kịch bản nước ngoài cũng không đúng. Nhưng mà nếu mà mình support hoàn toàn là chỉ toàn sản xuất các cái phim kịch bản nước ngoài mà không phát triển một cái công nghiệp kịch bản trong nước thì không bao giờ có thể có được cái màu sắc riêng của một cái quốc gia, và cũng khó để có trong một cái nền công nghiệp nó phát triển. Nên mình phải đi cả hai chân, lấy những cái tinh hoa nhất của thế giới và phải tự học hỏi, phải tự trong cái quá trình đấy để làm sao có thể xây dựng được một cái công nghiệp viết kịch bản tốt hơn cho người Việt. Về việc sản xuất phim thì theo chị, khi mà đầu tư một bộ phim thì thường là các nhà sản xuất sẽ phải kỳ vọng là nó sẽ có lãi. Thì thường chi phí đầu tư cho một bộ phim mà nó quá lớn thì cái việc khả năng mà nó không sinh lãi được sẽ có rủi ro. Vậy thì ở BHD, những cái bộ phim mà đầu tư lớn mà sinh lãi tốt cũng như là chưa lãi được từ khoản đầu tư đấy thì có không? Và chị có thể chia sẻ kỹ hơn về những cái dự án như thế không?
Có chứ. Rất nhiều phim đầu tư lớn mà doanh thu cũng không được tốt lắm. Ví dụ như là Lửa Phật chẳng hạn, là một bộ phim đầu tư rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà mình làm chẳng hạn thì bán đi nước ngoài thì cũng rất là tốt. Bán được cho Lionsgate ở Mỹ phát hành, bán được cho Đức, bán được cho khoảng 20 mấy quốc gia trên thế giới. Nhưng mà bản thân ở trong nước thì mọi người khán giả lại không thích lắm, không đón nhận cái bộ phim đó lắm. Thì đấy là thể loại phim giả tưởng mới, và mình cũng học được nhiều những cái bài học khi làm những cái bộ phim đấy. Nhưng mà không bởi vì là làm Lửa Phật là một cái phim giả tưởng không thành công mà BHD dừng việc sản xuất phim giả tưởng. Sau cái phim Lửa Phật ấy không được thành công lắm về thể loại giả tưởng, BHD vẫn tiếp tục đầu tư cho thể loại này. Tại vì mình nghĩ là không tại vì mình sợ cái thất bại đấy mà mình không đầu tư tiếp, thì mình lại đầu tư tiếp là ngày này ngày nay làm với Vemu Thanh Vân. Thì cái bộ phim đấy rất là thành công, doanh thu ở rạp rất là tốt. Tết là có là làm cái doanh thu phim 40 mấy tỷ trong suốt cái đợt Tết thôi. Sau cái ngày này ngày nay, BHD tiếp tục cùng với bên DAA của Ngô Thanh Vân đầu tư tiếp Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, cũng là phim giả tưởng và cũng mang lại một cái thành công rất là lớn về mặt doanh thu cũng như là về mặt hiệu ứng ở trong xã hội. Thế thì cái việc mà đầu tư phim lớn thành công và thất bại nó không nó là chuyện bình thường sẽ xảy ra. Mình phải take risk, mình phải dám chấp nhận cái rủi ro, và mình tin cái việc mình làm, mình cứ làm. Có thể là lần này chưa chắc đã thắng, nhưng không phải là bởi vì cái thể loại đấy nó không thắng, mà là có thể là mình chưa làm đúng, mình ra mắt nó chưa đúng thời điểm thì mình tiếp tục lại phải làm nữa. Thì làm phim nó như thế. Trước khi biết đến là BHD là một đơn vị sản xuất phim, thì BHD thành danh với rất là nhiều game show truyền hình. Những cái game show lớn trước đây BHD từng thực hiện, ví dụ như là Trò Chơi Âm Nhạc, hoặc là Vua Đầu Bếp, hoặc là Việt Nam Idol, thì đều gây tiếng vang rất là lớn. Tuy nhiên thời gian gần đây thì có rất là nhiều đơn vị khác cũng cùng sản xuất chương trình truyền hình, game show. Thì BHD dường như là cũng không làm mạnh cái mảng này nữa, phải không ạ? Nói thế thì cũng không đúng. Công ty BHD, nếu mà bạn nhìn trong cái thực ra là cái BHD là một công ty mà luôn luôn có lẽ là bởi vì văn hóa của công ty là một phần, cái thứ hai là bởi vì văn hóa của người Việt nên là công ty luôn luôn tìm những cái thứ mới để làm. Không phải là mình không làm những thứ cũ nữa, mình vẫn làm, nhưng mà đấy nó vẫn giữ một cái mảng chính và mình vẫn tiếp tục thêm những cái mảng mới nữa, mảng nào là mảng trọng tâm thêm hơn để phát triển hơn. Thì công ty VAD sau khi phát triển giới thiệu phim Hàn Quốc, bộ phim Yumi đầu tiên, thì khoảng 2-3 năm sau một loạt tất cả công ty đều chuyển và phát hành phim Hàn Quốc ở Việt Nam hết. Lúc đấy thì cũng giống như văn hóa người Việt ấy, là Hạnh có nói là ví dụ như là một người làm cửa hàng giặt là cái phố này rất là thành công, ba cửa hàng vẫn rất là thành công, nhưng khi mà cả phố làm giặt là thì tất cả mọi người cùng chết hết, bởi vì không có một cái quy hoạch và tất cả mọi người cùng làm, giá thành giảm, lợi nhuận không còn và cạnh tranh rất là lớn và lộn xộn quá, rất là khó làm. Sau đấy thì công ty BHD làm game show. Công ty BHD cũng là một trong công ty đầu tiên làm game show ở Việt Nam với Hãy Chọn Giá Đúng và Trò Chơi Âm Nhạc từ những năm 2000. Sau đấy vài năm sau thì game show nó bão hòa, không ai có thể xem được game. Thì ngay sau đấy BHD lại là đơn vị đầu tiên mà làm những cái phim xã hội hóa với đài truyền hình Việt Nam như là Cô Gái Xấu Xí, Bỗng Dưng Muốn Khóc. Sau một thời gian thì người người làm phim truyền hình, nhà nhà làm phim truyền hình, ai cũng làm, và cái thị trường nó không còn có lợi nhuận nữa. Và với một công ty như BHD thì kinh phí sản xuất mình không cắt được các cái công đoạn nên kinh phí của mình không thể nào giảm được, thì cái việc mà sản xuất phim truyền hình nhiều nó không còn mang lại một cái lợi nhuận cần thiết và cái cạnh tranh nó quá cao, thì BHD chuyển sang làm các chương trình truyền hình thực tế. Mọi người sẽ thấy là đợt đấy là Việt Nam Idol, thời Uyên Linh đầu tiên, rồi là các cái chương trình như là Cuộc Đua Kỳ Thú, rồi là Việt Nam Got Talent vân vân, thì truyền hình thực tế nó lại lên ngôi. Và bây giờ thì thực ra là truyền hình thực tế lại bắt đầu đi xuống, có xu hướng là giảm, khán giả người ta lại tìm những cái món ăn khác nữa. Thì không nói là BHD không làm những cái đấy, BHD vẫn còn sản xuất game show, vẫn còn sản xuất các cái chương trình truyền hình thực tế, vẫn sản xuất phim, nhưng mà nó không còn là cái
cái đất nóng nó không còn là cái điểm hot nữa. Thì ví dụ như BHD năm nay lại mở rộng sang, ví dụ như là tháng 7 vừa rồi công ty BHD mới thông báo lần đầu tiên sản xuất bộ phim Glee Việt Nam, là một bộ phim ca nhạc mua bản quyền từ Fox, và không, tức là sản xuất không phát trên truyền hình truyền thống mà phát trên miễn phí online cho khán giả xem. Thì nó là những cái xu thế, và BHD cũng hy vọng là sắp tới cái xu thế online, những cái đơn vị, những cái nhà sản xuất lớn đầu tư tiền rất nhiều, và Glee là bộ phim mà được đầu tư tiền, có thể là công sức cũng như là tiền bạc lớn nhất từ trước đến nay cho một bộ phim truyền hình về ca nhạc ở Việt Nam. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là thực ra là BHD bây giờ còn làm game show hơn, vẫn làm game show, còn làm truyền hình thực tế không, vẫn làm truyền hình thực tế, làm phim truyền hình không, vẫn làm điện ảnh không, vẫn làm, nhưng mà cái điểm nóng nó đang chuyển dần. BHD tháng 10 năm ngoái mới giới thiệu một dịch vụ mới là dịch vụ Danet, là dịch vụ xem phim theo cầu. Công ty BHD cũng hợp tác với rất nhiều các cái làm việc với tất cả các cái Hollywood studio lớn nhất trên thế giới như là Disney, NBC, Fox, Paramount, làm việc với các cái đài truyền hình lớn nhất ở trong khu vực như là KBS, NBC, SBS, TVN, để giới thiệu những cái bộ phim truyền hình của Hàn Quốc miễn phí hoàn toàn cho khán giả phát cùng ngày với Hàn Quốc và Trung Quốc. Đấy là một cái mảng mới mà các bạn sẽ thấy là BHD sẽ rất tập trung rất nhiều vào digital và các cái nội dung số trong thời gian sắp tới. Hay là chị có thể chia sẻ rõ hơn về những cái kế hoạch mà đưa lên online cho người dùng? Nếu như mà là một sản phẩm miễn phí thì doanh thu về từ công ty sẽ đến từ đâu? Danet thì có ba cái dịch vụ. Dịch vụ thứ nhất là xem phim miễn phí. Xem phim miễn phí thì với người tiêu dùng là miễn phí hoàn toàn, giống như mọi người xem các chương trình TV á, là miễn phí. Nhưng mà các cái nhà quảng cáo sẽ hỗ trợ cái kinh phí mua quảng cáo để có thể có được cái kinh phí mua bản quyền những cái bộ phim đó. Các cái nhà tài trợ, các nhà quảng cáo là những cái người mà sẽ trả tiền để khán giả được xem miễn phí. Cái dịch vụ thứ hai trong gói Danet là dịch vụ thuê phim. Nó là khán giả có thể trả 50.000 đồng một tháng và xem không có một quảng cáo nào hết, tất cả các phim điện ảnh, một cái kho thư viện, một cái kho buffet phim điện ảnh rất là nhiều, mọi người xem thoải mái, không mất tiền với cái phí, tức là không phải trả, chỉ trả 50.000 đồng một tháng sẽ xem unlimited tất cả các cái bộ phim ở trong kho phim của Danet. Và còn có một cái dịch vụ mới nữa là những ai mà thích từng món ăn đặc biệt, thích những cái gì mới nhất, đặc sắc nhất cùng ngày với ngày phát hành ở trên hệ thống cho thuê phim ở trên thế giới như là iTunes, Amazon, thì có thể thuê phim 48 giờ gói thuê phim của Danet. Những cái bộ phim dạp bom tấn mà vừa mới rời khỏi dạp chiếu phim sẽ lên hệ thống của Danet cùng ngày với Mỹ và trên toàn thế giới. Thì giá thuê phim có thể là từ 15.000 cho đến 25.000. Mọi người có thể thuê cái phim với chất lượng lớn nhất. Và Danet không chỉ là ở trên OTT của mình mà còn hợp tác với rất nhiều những cái đối tác như là VTV Cap, MyTV, FPT, IPTV, gần đây chúng tôi có hợp tác với Zing TV, FPT Play và mới ký hợp đồng với SCTV. Và ở trên OTT mọi người có thể download app ở trên web nữa. Thế thì nó là một cái nội dung số, có thể nói là cái kho hiện tại Danet có cái kho nội dung số có bản quyền lớn nhất và hấp dẫn nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm này. Và chúng tôi có một cái mạng lưới các cái đối tác phát hành rất là rộng khắp Việt Nam, thì hy vọng là cái mảng mới điểm nóng nó sẽ chuyển sang digital trong cái thời gian tới. Có vẻ như là cái kế hoạch đưa lên online sẽ là một kế hoạch dài hơi của BHD, thì chị có thể chia sẻ về những cái dự định trong vòng 5 năm tới của công ty được không? Thực ra core business của BHD trong suốt những năm vừa qua, kể từ khi thành lập đến bây giờ, lúc nào cũng vẫn là sản xuất những cái nội dung hấp dẫn cho khán giả. Và những cái nội dung đấy thì mình sẽ có thể phát hành ở nhiều các cái platform, những cái nó gọi là những cái hạ tầng, những cái nền tảng khác nhau nhất có thể. Chỗ nào có khán giả, chỗ nào dễ tiếp cận đến khán giả thì mình đến, bắt đầu từ truyền hình cho đến rạp chiếu phim cho đến online vân vân, và có thể rất nhiều những cái phương tiện khán giả trong nước, khán giả nước ngoài và nhiều những cái phương tiện khác nữa mà công nghệ có thể trong những năm gần đây sẽ mang đến. 5 năm nữa BHD vẫn làm content. Nếu mà nói về mong muốn như thế nào thì thực sự là
nhiều khi mình cũng cứ phải mơ lớn đi, mình cứ nghĩ lớn đi rồi mình cố gắng làm, có thể là mình chưa đạt được cái đấy ngày hôm nay thì hôm sau mình lại làm tiếp. Thì với BHD thì BHD nghĩ là như chị nói với em lúc nãy, là thực ra là cái lịch sử của đất nước Việt Nam, cái văn hóa của người Việt Nam rất là giàu có, rất là nhiều câu chuyện. Và mình cảm thấy là cái sứ mệnh của mình là mình làm những thứ mình thích, nhưng mình phải truyền tải được những cái câu chuyện của người Việt đến cho khán giả của Việt Nam cũng như là khán giả trên toàn thế giới thông qua những cái hình ảnh dễ xem nhất, dễ cảm động nhất, dễ mang lại được những cái tình cảm nhất đến cho khán giả, và không phải là chỉ khán giả trong nước mà cả khán giả nước ngoài nữa. Đấy là một cái mong muốn mà càng ngày những cái câu chuyện mình kể nó càng hấp dẫn hơn, những câu chuyện mình kể nó càng lay động được nhiều trái tim của khán giả hơn ở trong nước và nước ngoài. Đấy là một cái mong muốn, và một cái kể từ khi công ty thành lập và cho đến 5 năm hay 10 năm nữa, chị nghĩ nó vẫn sẽ cùng là một cái câu chuyện đấy. Em nhận thấy là chị nói đến rất nhiều đến nghệ thuật, đến tình yêu nghệ thuật, đến việc sáng tạo trong công việc. Với một công ty như BHD thì cũng đã có hơn 20 năm tuổi rồi, thì làm thế nào để chị có thể tiếp lửa, truyền lửa cho cái tình yêu đấy đối với cả những thế hệ sau này của BHD? BHD như thế này, thực ra là BHD lúc mà tuyển các cái nhân viên ấy, công ty BHD có một cái văn hóa như chị nói với em là một cái văn hóa rất là đặc thù riêng ấy. Nếu như mà những cái người nào mà thích cuộc sống bình lặng, thích yên bình, thích mọi việc ổn thỏa đâu vào đấy, chỗ nào nó cũng phải có kế hoạch, chỗ nào nó cũng phải có, thì sẽ rất khó có thể thích nghi được với môi trường của BHD. BHD giống như là những người nào mà thích adventure, tức là thích khám phá, thích đi tìm tòi sáng tạo, thích leo núi, thích chèo thuyền, thích đi biển, thích đi rừng, thích có những cái cảm xúc như roller coaster ấy, lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc, lúc có rất là nhiều cảm xúc trong cuộc sống của mình, và nó bất thường, nó mình không biết là mình sẽ bước ra khỏi nhà, mình không biết mình sẽ gặp phải cái gì trong tương lai cả, nhưng mà mình sẵn sàng khám phá cái việc đấy. Thì đấy là những cái người mà phù hợp với văn hóa của công ty BHD, bởi vì từ trước đến nay BHD vẫn như vậy. Những cái mình làm có thể là 5 năm nữa mình cũng chưa biết là mình sẽ làm gì, nhưng mà mình sẽ tiếp tục khám phá, mình sẽ tiếp tục, tại vì có những người ví dụ như leo núi, người ta sẽ thấy rất mệt, ta sẽ không thể leo núi được, ta leo núi ôi mệt quá, ôi nặng quá. Nhưng mà có rất nhiều những cái người phượt thủ, người ta sẽ thích, người ta trả tiền để được đi leo núi, người ta trả tiền để được có một cái cảm giác là mình đã vượt qua một cái cánh rừng rậm rất là xa, mình đứng trên một cái đỉnh núi rất là cao, mình nhìn tất cả cái không gian mà chưa ai, rất ít người được nhìn giống như mình. Thì cái văn hóa của công ty BHD như thế, và BHD tìm người cũng tìm những cái người thích những cái cảm giác như thế. Và khi mà mình làm, mình thích công việc mình làm ấy, thì nó có khó khăn thế nào, nó có vất vả thế nào, mọi người vẫn thấy thích. Ví dụ như dân leo núi là vất vả lắm chứ, nhưng mà họ enjoy, họ thích cái sự vất vả đấy. Còn nếu như mà thì sẽ không phù hợp, thích sự ổn định thì nó không hợp với văn hóa của công ty BHD. Nên là bản thân như vậy, nên là cái cách quản lý, cái cách mà tuyển người và cái cách mà một công ty nó operate, nó vận hành ấy, nó cũng rất là đặc thù, luôn luôn là phải học cái mới, luôn luôn là phải thích nghi được với môi trường, luôn luôn phải tìm tòi khám phá, và luôn luôn là sẵn sàng có nhiều những cái cảm xúc vui có, buồn quá, cãi nhau có, nhưng mà sau đấy thì mọi người sẽ quên hết, và khi mà mình đạt được đến một cái đích cùng với nhau á, thì mọi người sẽ biết quý những cái giây phút đấy hơn, bởi vì mình đã qua những cái khó khăn, mình đã qua những cái vất vả, mình đã qua những cái chaos trong cái quá trình mà xảy ra những cái để đến được cái đích ý, thì cái niềm vui nó sẽ tăng lên gấp bội. Và cái niềm vui chính là cái sự khám phá, chính là cái sự tìm tòi, chính là cái sự mà vượt qua được chính bản thân mình và cùng với những người khác đi đến được những cái đỉnh núi mới, khám phá được những cái điều mới này. Rất là mong là những cái dự định của chị trong tương lai, cũng như là những cái nhiệt huyết của chị đối với cả những thế hệ sau, nhân viên sau, và cái tinh thần của BHD sẽ mãi mãi là trường tồn. Và hy vọng là những cái kế hoạch sắp tới của BHD sẽ có ngày càng nhiều những dạp phục giả mới ở phía Bắc cũng như trên cả nước, và có nhiều hơn những bộ phim hay dành cho khán giả. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn em.